Xin chào các bạn. Ở video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng thuốc muỗi có tên gọi là Per Super. Với cái dòng thuốc này thì chúng ta sẽ có một tem chống hàng giả ở phía trước này. Thì với cái tem này thì chúng ta sẽ cào ra và để chúng ta quét cái mã code. Thì với cái hãng này thì người ta sẽ làm cái cách này để phân biệt được hạt thật hàng giả. Do vậy mà cái tem này nó rất quan trọng và người ta che cái mã lại như thế này. Rồi ở đây thì trên cái chai này thì chúng ta sẽ có cái thông tin của sản phẩm, gồm tên sản phẩm là Per Super 50ec với cái thành phần hoạt chất là Permethrin 50%. Thì cái sản phẩm này là nó vẽ hình con muỗi, tuy nhiên là những cái sản phẩm diệt muỗi thì nó có thể diệt được những cái loại côn trùng khác, ví dụ như là kiến, gián, rồi ruồi vân vân. Tuy nhiên là mỗi loại thì nó sẽ có cách xử lý khác nhau và cách pha khác nhau, thì các bạn có thể là comment để hỏi những cái thông tin mà các bạn cần. Rồi phía sau này thì chúng ta sẽ có cái thông tin về hướng dẫn pha thuốc. Với cái loại máy phun khác nhau thì chúng ta sẽ xem những cái dòng khác nhau. Thì nếu các bạn chỉ dùng cái máy phun đeo vai thì chúng ta sẽ xem cái dòng đầu tiên, đó là phun tuần lưu. Thì với cái cách phun tuần lưu này thì nó sẽ giúp cho thuốc có thể lưu được trên bề mặt tối đa là 30 ngày nếu như chúng ta pha và xử lý theo như hướng dẫn ở nhãn chai đây. Thì các bạn sẽ pha và phun theo cái liều lượng này. Ngoài ra nữa thì nếu các bạn có những cái máy phun chuyên dùng thì chúng ta sẽ dùng phun ULV. Phun này chủ yếu là để diệt liền những cái loại côn trùng đang có mặt trong bề mặt phun. Thì chúng ta sẽ pha với tỷ lệ đậm hơn và cái thời gian phun của nó, cái thời gian nó lưu lại thì nó sẽ không có cái thời gian tuần lưu giống như cách phun này, thì các bạn lưu ý ở đây. Rồi đây là cái sản phẩm chi tiết của cái chai, thì mình sẽ xoay một vòng cho các bạn xem. Nếu các bạn cần mua cái sản phẩm này thì có thể liên hệ với bên mình qua số điện thoại 0916 063 032 để mua được những cái sản phẩm chính hãng từ nhà sản xuất các bạn nha.